Xin chào mọi người, IC Fox đây. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với series Leo Top vì tường trao Anat với mình nhá. Và chúng ta cùng nhau chơi lại tất cả những bộ trang phục 3S và 2S vị tướng này để cùng nhau vừa Leo Top và vừa chơi trang phục luôn. Cho Anat thì sắp tới hình như mình nhớ không nhầm sẽ có thêm một skin bậc 3S nữa, nhưng đấy là câu chuyện của tương lai. Và hiện tại thì chúng ta mới chỉ có 3 bộ trang phục bậc 3S thôi nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu với trận đấu đầu tiên cùng với bộ trang phục thứ nguyên vệ thần của vị tướng này. Thứ nguyên vệ thần thì là một bộ trang phục được rất là nhiều người yêu thích và săn đón tính tới thì hiện tại, mặc dù là ra mắt rất là lâu rồi. Đặc biệt là những bạn nào là Weebu nữa, Weebu thực kỳ là thích bộ trang phục này luôn. Rồi, một phá đẩy rất đẹp đến từ vị trí của Thên. Mọi người đừng quên là bấm giúp cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để theo dõi quá trình mình kể top vị tướng này nhé. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên trên đường mid để hỗ trợ để xem có được mạng nào hay không. Có luôn này. Ryoma sao mà chạy được. Nhưng mà mình cũng yêu máu rồi nên phải đi về cái trụ chính của mình thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi về hồi máu. Ở trận đấu của ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy được là team Mikael có Erin. Erin thì sau đợt chỉnh sửa sức mạnh thì mình thấy không có xuất hiện nhiều nhựa, nhưng đây vẫn là một vị tướng rất là mạnh luôn nha. Mà không sao, thực ra thì Theonat của chúng ta khắc chế được Erin rất là tốt, bởi vì là tầm chiêu của Theonat xa hơn Erin rất là nhiều và các bạn chỉ cần bắn 2-3 nhát thôi là cái con nhỏ ấy bay màu là cái chắc rồi. Đó, có mạng siêu việt luôn này, đi về thôi. Vừa mới hồi máu xong lại băng trụ xong mất sạch luôn rồi. Ồ được xong, thôi xong. Trời ơi, gặp luôn cái ông thanh niên Tulen mà vương Tulen xuống ganh kịp thời quá. Hay rồi này. Trận này cả mình lẫn cả Thane đều rất là thích băng trụ để mà bắt team bên kia. Rồi xong chiến thần một nút, nhưng mà bạn ăn được cái trụ là ok rồi. Đi về thôi. Tiếp tục là đi farm ở những cái đường khác. Ok, một pha đẩy rất đẹp của Thane nữa. Necrot không chịu, không bay được luôn. Tốc biến lên bắt luôn này. Có mạng của Erin. Đi về thôi. Yếu máu quá rồi. Vừa mới vào đầu game mình đã được 6 mạng rồi. Quá thơm. Cái trận mà xanh thế này thì cực kỳ dễ chơi luôn nhá. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý là đừng có kiểu ủy là mình xanh quá, xong lúc tầm cuối game mà bị lật kèo là chán đời lắm đấy. Mày qua vẫn kịp bắn nó ngỏm trước khi là nó dùng chiêu cuối. Chiêu quả đấy mà thanh niên này dùng chiêu cuối xong là mình ngỏm là cái chắc luôn. Trang bị cho nó thì mình đã làm một cái video trang bị trong mùa này rồi. Nói chung là mình vẫn sẽ sử dụng cái bộ trang bị mà có hai xuyên giáp để chơi. Nhưng mà tùy theo trận đấu, được có những cái trận đấu mà các bạn có thể là thay đổi một chút ở cái phần là diệt thần cung thì các bạn có thể là thay vào cái cung tà ma hoặc là cái đồ nào đó an toàn hơn, ví dụ như là giáp hồi sinh cũng được nhá. Thì tùy theo trận đấu các bạn có trang bị khác nhau. Ô, chết thêm một nút. Thôi đi về. Quả đấy thì mình lao lên mình chắn chiêu cho Thane, với nghĩ chắc là cái quả đấy cũng hơi thừa, tại vì là căn bản các bạn cũng thấy Thane là tanh mà. À, lúc đấy thì cậu mình nghĩ là cái lượng máu đấy chắc cũng sẽ đủ để đỡ được của Tulen thôi. Mà thôi lỡ rồi. Let's make
Bay màu luôn này, hai nhát. Huyền thoại rồi, một mạng nữa thôi là mình sẽ lên thần thánh. Nhưng mà bây giờ là cần phải đi farm mấy con quái con lính này để có thể là hồi lại máu cái đã. Tầm này thì đứng bắn rông một lúc là mình sẽ lại phun cây ngay. Đây ơi, cơ hội đến đây ơi. Ô kìa, không kịp bắn mạng cả một nhát nữa thôi là mình ăn được mạng của Malok rồi. Ryuma này, Ryuma này. À, từ đây có Evi, mình cần phải đứng sau sau một tí đã. Ôi bay bay màu ông này rồi đấy. Có bùa luôn, thơm. Sau đó mình sẽ di chuyển về đường mid. Rồi xong bay mất cái trụ rồi. Bây giờ này có Ryuma này. Vẫn ở trong cái bụi đấy luôn. Không kịp rồi, xa quá. Thêm một lượt chưa một nữa thôi là mình sẽ ăn được cái trụ này. Là sẽ có tầm nhìn tốt hơn. À thực ra không hẳn tầm nhìn tốt hơn. Nói chung là bên kia sẽ mất mất cái tầm nhìn đó. Thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Nhưng mà trận này thì mình quá xanh rồi. Erin bây giờ mình ra cần chưa cần đến 3 nhát thôi là đã bay màu rồi đấy. Để nốt cái trụ giữa luôn này. Thôi xong 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 Nakroth rồi. Mấy lần thì vẫn chưa sợ rồi ạ. Tính ra bắt mình mới sợ cơ. Ryuma này, Ryuma này. Lại đi lui ra đằng sau để ăn mấy cái quái này để hồi lại máu. Tiện thể thì ăn luôn con tà thần này. Mình không có ai tanh cơ. Đây rồi, đây rồi. Ok, có cả bùa hồi cả máu luôn. Ôi chết rồi, chết rồi, ủa may quá. Tưởng đâu cái quả đấy mình dính chiêu cuối của Malok cơ. Bay màu nắc tiếp này. Không kịp làm gì cả. Rồi, đốt chục cái thôi. Thì Erin chụp máu chụp quần luôn. Rồi, xin cái trụ nữa thôi. Không kịp quát kill rồi, không kịp quát kill kìa. Trời ơi. Ok, không sao, và đó chính là trận đấu đầu tiên của chúng ta với bộ trang phục thứ nguyên vệ thần. Trận đấu rất là suôn sẻ, trận này thì chắc là cộng cũng sẽ được khá điểm đấy. Được hạng 1. Nhưng mà được cộng có 90 điểm thôi, không sao, giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang trận đấu thứ 2. Với bộ trang phục mình cũng rất là thích, đó chính là tân nguyên vệ thần. Đây cũng là skin mình thích nhất của video này. Thực sự là chơi rất là lực. Đối với cả bộ trang phục thứ nguyên vệ thần thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
nhưng mà chơi bộ này sẽ lực hơn, khỏe hơn, bắn cảm giác kiểu thấm hơn đó mọi người. Dragon and Slayer have appeared. Rồi, may quá vẫn kịp ăn mạng của Max. Ôi tôi chết rồi, thôi chết rồi. Bay mau rồi. Vẫn kịp kéo đeo mạng của, ôi không chết kìa, ơi nhân phẩm cả đấy. Tưởng đâu quả đấy là ba được úm lại là ngòm rồi cơ. May trộm vía. Ôi Max quả này lại lên thớt rồi, không đổi được mạng luôn. À đâu, nhưng Max quả đấy vẫn ăn được mạng của Vera. Nhà mình cũng có hai mạng cho mình này, Double Q. Thơm. Thế là team mình lãi hơn nhiều rồi. Mọi người đừng quên là bấm nút like, cũng là đăng ký kênh của mình để theo dõi quá trình mình kể top vị tướng này nhá. Siêu Việt. Xin cái trụ, đổi thêm nốt cái trụ sau nữa. Trận này thì các bạn cũng thấy được là mình sẽ đổi qua là lên cái cung tà ma, bởi vì mình rất là sợ Max bay vào và team mình kia cũng toàn sát thủ nữa, nên là lên cái cung thật an toàn. All demons are born of suffering and evil desires. What a wonderful delight. Hail my true form! An ally has been defeated. Bay mổ Vera luôn. Ok, có mạng của thỏ này. Bằng đúng hai nhát. Ô, thôi xong rồi. Nhưng mà chúng ta có cung tà ma nên không có sợ nhá. Ok, ok. không ngỏm luôn. Rồi, và sợ vào đầy thẳng cái trụ nhà trứng bên kia nữa thôi là xong. Không cần gì nữa rồi, thì mình kia tan tành hết rồi. Tầm này thì anh nắc anh cũng chịu thôi. Ồ, không kịp giết nắc kìa. Ok, vậy là chính là trận đấu thứ hai của chúng ta. Giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang bộ trang phục thứ ba, đó chính là thần sứ. Bộ trang phục mà bị chê tơi tả, chê từ năm này qua năm khác. Căn bản thì đây cũng là một bộ trang phục 3S đời đầu mà. Tuy nhiên cái điểm mạnh của trang phục này là chơi rất mượt. Nó là sự kết hợp giữa mượt của thứ nguyên vệ thần và lực của tân niên vệ thần, nó kết hợp lại với nhau nên chơi rất đã. Ừ, nó hơi xì ke tí thôi. Và nếu các bạn để ý thì từ nãy đến giờ mình có ba người chơi thêm chơi chung với mình từ nãy đến giờ đấy. Và trận đấu này đều sẽ là mình chơi chơi 3 người hoặc là chơi đơn thôi. Ngẫu nhiên á, nhưng mà không gọi là dạo này gặp thêm nhiều thật. Còn đối với cả đội hình team bên kia thì thường mình sẽ gặp Joker. Joker thì không biết có trình sức mạnh gì hay không, nhưng cái đợt này mạnh với cả thấy mọi người pick nhiều. Erin thì không còn nhiều nữa, Elsu thì vẫn cứ liên tục thôi. Nhưng mà chủ yếu thì sẽ sự quay trở lại của Joker. Có mạng luôn này, 200 vàng. Ở trận này thì team mình bị ép nặng hơn so với cả những trận trước, thì không còn xanh được nữa, không có xanh cú khủng khiếp trận đầu nữa. Nên là chủ yếu sẽ là kẹp ngân 5.000 thôi nha. Thôi xong, gặp luôn anh Rat, không kịp hồi chiêu 1. Giờ này để trả thù luôn này, thơm. Murat vừa mới hạ cánh xong ngỏ. Thường quá. Không ăn được mạng của mình rồi.
ở trận đấu này gặp Minh thì mình cũng khá là sợ, bởi vì cái vị tướng này các bạn cũng biết được chiêu cuối của nó được sát thương chuẩn rất là kinh khủng khiếp, mà để cho nó nối cái dây vào người các bạn là dùng phát chiêu cuối là thôi, khả năng cao là cả đấy các bạn ngỏm đấy, bởi vì sát thương phép của mình cũng rất là lớn đấy nha. Không tới tầm kìa. Ryoma tính làm gì đây? Thêm cả Minh nữa. Ồ rồi xong, rồi xong, không kịp giết mình. Cày thế. Tan nát hết cả trụ rồi. Rồi xong. Ồ. Các bạn đến chưa cuối của Minh chưa? Nhưng mà chúng ta cũng có sợi dây khác đến từ vị trí của Thên. Trận này support thì cũng đổi sang cái phù hiệu mới của mùa này, thì sẽ có thể là giúp cho các bạn hồi được rất là nhiều máu. Tùy phụ trợ đấy nha. Ôi bay màu Ryoma rồi. Tầm này mình có đồ mình không có ngại đâu, nhưng mình cần có support xịn thôi. Tiếp tục có mạng của Rat này. Murat thì thôi xa quá, nên là sẽ ở lại để ăn luôn con rồng này. Ok, thơm luôn. Ôi, chiêu cuối của mình làm phát Vera bay màu luôn kìa. Minh mùa này thì cũng mới được tăng sức mạnh nhưng mà mình thấy không trở lại nhiều, chủ yếu vẫn sẽ là mọi người pick Rui rất nhiều. Pick Rui Thên. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy Rui bị cấm cũng nhiều rồi. Rất là mê cái chiêu 1 của bộ trang phục này nha, bởi vì các bạn cũng thấy là nó bắn rất khỏe. Kiểu bắn một cái là cảm giác của nó rất là không bị ố dề quá, nó không bị rườm rà quá. Chiêu bắn rất nhanh, không bị delay, cảm giác lực nữa. Âm thanh nghe cũng ok. Âm thanh của robot mà. An ally has been defeated. Bay một Murat này. Một pha đẩy rất đẹp đến từ vị trí của Thên. Cả ba bạn chơi Thên của ba trận đấu các bạn cũng thấy được là chơi đều rất là ok la nha. Có Thên của trận đầu tiên là chơi hay nhất, theo mình thấy là như thế. Không kịp bắn mạng rồi. Thôi bay một Murat rồi này. Giờ thì đẩy thẳng lên thôi. Để về ăn cái con tà thần này cái đã. Ok. 25-26, có vẻ như tỷ số của chúng ta bắt đầu cân bằng lại rồi. Và tầm này thì mình cũng xanh hơn nữa. Nhưng cái quan trọng là mình cần phải xác định được vị trí của Murat với cả Rat ở trận đấu này, tránh hai cái ông đấy bắt mình nha. Thấy Rat rồi, và thấy cả Murat luôn rồi này.
Ôi dồi ôi, thấm quá. Lát nữa khi mình có thêm tiền thì mình sẽ bán đôi giày đi và lên một cái giáp hộ mệnh, hoặc là lên cái liềm đoạt mệnh vào đấy, hoặc lên cung tà ma cũng được, chơi cho an toàn. Chứ tầm này về cuối game hơi nguy hiểm đấy. Rồi, bay Murad luôn. Murad tính làm gì đây? Murad tính làm gì đây? Không kịp từng trước cuối lên kìa. Và sau cái pha đấy, team bên kia cũng tanh bành luôn rồi. Bắt mất hai đứa chủ lực rồi. Ôi dồi ôi. Mình thấm thật đấy. Hay. Bắn giày đi này, sau đó mình sẽ lên cái giáp bộ mệnh vào. Và công việc của mình cứ bắn trụ thôi. Thêm đẩy thấy vãi trưởng. Ok, và kết thúc trận đấu ở đây thôi. Một trận đấu lật keo với bộ trang phục thần sứ. Nó hơi xấu tí tí mà chơi rất là lực nha. Và giờ chúng ta cùng nhau đến dàn 2S thì chúng ta sẽ có bộ trang phục nhà làm. Đó chính là bộ trang phục Vũ Khúc Yêu Hồ. Đây cũng là một bộ trang phục rất là yêu thích. Nếu như các bạn mà thích bộ trang phục Tân Niên Vệ Thần nhưng mà lại không có đủ điều kiện để lấy được bộ trang phục đấy thì mình nghĩ là có thể sử dụng bộ trang phục này. Rất đẹp. Chân rất dài và rất mê nha. Và đặc biệt là nó tiếng Nhật nữa nhá. Là kiểu phù hợp cho cả những bạn Weeaboo luôn. Xong bay màu. Ở trận này team mình thì có Helen. Helen là chắc là không thể đi chung với mình luôn. Trận này Helen chê. Không sao. Còn mợ trợ vẫn đông thôi. Có bạn này. Ai thôi. Xác định là bay màu. Triple kill. Rồi xong mở gân ga luôn. Đẩy thẳng lên nữa thôi. Ok, và trận đấu chúng ta kết thúc ở đây. Trận này thì mình không có xanh bằng so với cả các trận đấu trước. Còn giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bộ trang phục bậc 2S cuối cùng. Đó chính là bộ trang phục mình quên tên rồi. Giống như cái gì thần long ấy. Nhưng thực sự thì mình không có ấn tượng nhiều với bộ trang phục này. Các bạn cũng thấy là cái thứ nhất là sử dụng lại âm thanh của cái trang phục mặc định cũ của ngày siêu của Chaonat. Và thứ hai là cái bộ này các bạn cũng thấy là cái màu sắc của nó không được tươi. Cảm giác nó cứ bị chìm chìm, nó cứ sao sao ấy. Cái tướng nó cũng không đẹp nữa. Có một cái biến về là ok là nhất thôi. Nói chung là để mà so sánh với cả bộ trang phục Vũ Khúc Yêu Hồ trước đấy thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái bộ trang phục kia rồi. Trận này thì hơi nát tí. Giỏi, không kịp ăn mạng của cái con kia. Trận đấu này thì mình gặp phải AOE với cả thêm Ibanez bên kia chơi rất là okila. Nên là đánh cho tung mặt luôn, không làm gì được cả. Nhưng mà được cái là có team mình chơi hay. Wonder Woman chơi rất là okila.
Đây đấy, người cây bốp chút cái thôi xong bay mổ đấy. Đáng sợ. Mày gọi vẫn kịp ăn mạng này. 230 mạng thứ 3 sau khi feed 6 mạng. Nói chung là cũng phải có trận này trận kia chứ, có trận đấu mình đánh cho tơi tảo nó không làm được gì cả. Không sao, không, chúng ta không chơi được thì chúng ta bù win. Thì mình kia cuối game banh chành luôn rồi. Ok, còn một mạng cuối đã chấm dứt. Chấm dứt được kìa, quét sạch được kìa. Thần thành cho Wonder Woman. May quá, có Wonder Woman gánh. Ok, và trận đấu của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Và đây cũng là series leo tóc của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Đừng quên một nút like và đăng ký kênh của mình để theo dõi quá trình mình kể tóc ở đây này nha. Bye bye.